anh nó lại. Dạ. Con xem bằng tay ra mẹ coi. Dạ. Cái môi nữa. Tại sao con sơn như thế? Cái bàn tay đâu? Cái bàn tay đâu? Cái gì cũng làm cho con đẹp. Con bao nhiêu tuổi mà con làm cho con đẹp? Cái môi vậy nữa. Cái gì con làm cho mẹ biết con đi chơi. Ngày con... mai á là về ngoại rồi. Con muốn về ngoại với con ra bà ngoại. Bà ngoại có muốn con sơn cái môi vậy đâu? Con bao nhiêu tuổi mà cô sơn cái môi như vậy? Bởi cái con sơn đi rất đẹp lắm. Con biết con sơn như vậy mọi người sẽ cười con không? Cái thứ nhất cái quan trọng á là nó sẽ hư môi con, nó hại da con. Xong bác sĩ lấy cái kéo cắt cái môi con luôn. Con biết không? Nó còn làm gãy tay con nữa nè. Con có biết không? Dạ. Con là đứa con nít ngoan hay là lì lợm? Con nói mẹ nghe, con tự đánh giá coi. Lì lợm. Con lì lợm mà con làm cho mẹ đau, đau cổ họng ha. Một ngày là mẹ đau, rất là đau luôn vì la con đó. Con khoanh tay lại. Con sẽ hứa như thế nào con tự nói đi. Con sẽ hứa là ở quậy cửa không lấy ra sơn môi với sơn cửa không sơn móng tay cửa. Con hứa hay con nhớ không? Hay là một chút rồi con quên? Con hứa. Con nhớ hay là con quên? Con hứa mà. Bây giờ cái môi đó như thế nào? Có chùi hay là để? Chùi. Con cảm thấy con đẹp không? Con nhìn con thấy con đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm hả? Một lần nữa là mẹ sẽ đánh con nha. Mẹ bắt con khoanh tay ở đây luôn nha. Dạ. Mẹ tha lỗi cho con thì con sẽ nói như thế nào? Dạ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Làm vậy là mẹ đánh nha chưa? Dạ. Rồi mẹ tha lỗi đó.